Thế mà có chuyện gì? Thế thôi. Thế đó. Chỉ thế thôi. Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào ạ? Hôm nay vừa vào có nhiều tin đồn muốn kể lắm mà. Điên rồi. Xong Linh nó biết nhiều, cho Linh nó biết nhiều chứ. Láo đấy. Có gì cứ kế ra cho nó nghe. Đưa về nó nghe. Hả? Làm sao? Làm sao? Tao làm sao? Cái gì? Ai á? Bảo ai cơ? Thế á? Đang đi làm cơ? Ai đi? Em đi á? Có chân thì tự mà đi chứ sao nhỉ? Thế á? Thật không? Là thật không? Cho không đi thật á? Chính xác. Bế đi nhá. Thanh bế đi nhá. Đi đi mà chờ đi. Thế nhá. Ăn nó khỏi họng. Ăn kem hay là ăn em? À. Bạn kem hả anh em? Ai? Để nghe nào. Xem có đúng không? Xem đúng không để anh còn sửa cho nó chuẩn xác nhất. Cứ trao kế thế nào. Kế. Kế đi. Kế đi, kế đi. Nghe nào. Ơ kìa. Con bé này. Đi tối đây chơi. Đi đi. Để đi. Đi nhá. Để thôi. Nhạc kiện nữa. Bằng tâm. Thế vậy.
tối vô chơi. Đang nghe được mà đúng không? Thôi chưa? Thôi chưa? Thôi bị điên rồi. Kế đi. À thế, phải kế mới không bị điên được. Cho cả địch. Kế đi đi ra kia. Kế đi. Kế vậy. Trời ạ. Chưa nghe nó gì cả. Tao nhìn tao biết rồi. Nhìn người mày phải cười hoài đấy, mày phải đúng rồi. Cái gì vậy? Cặp suốt. Đúng không? Kế đi. Có thì mới kể chứ. Kể đi. Có mà.
viên à? Mày với luôn. Hello.
luôn. Ở kìa. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Tao hỏi anh cả tôi. Mày sao? Tán đủ cơ rút chưa? Thế á? Thả đóng ơi. Thả đóng ơi. Thật sự là không có cơ rút. Không có luôn á. Quay lòng này. Hả? Anh nào?
Hang on. Máy ra, rút máy đi, rút máy. Cái gì cơ? Máy thích tông, đơn giản. Tập 2. Tập 3. Tâm thích hả? Đúng không? Ăn kìa. Đúng quá mà. Đứa lại khóc. Cái gì cơ? Ôi. Có vẻ lớn chết rồi. Nó còn rõ ràng. Chỗ nào cũng là nó còn. Lớp này có đứa nào cứ lấy chồng không? Giới thiệu cho anh một đứa. Quá chồng rồi. Thì anh muốn lấy thêm một đứa nào nữa. Dự bị.
ăn luôn nóng lắm. Chẳng biết trong lý nào vô. À trang vừa xấu vừa phèn. Thôi hết thương vừa xấu vừa phèn. Thêm vật không sao mà. Dám. Mình chả có gì như vậy. Em có đi Hà Nội không? Hả? Không đi mạnh lắm đi. Hả? Ông đồng Phân biến. Học không? Yeah. Thank you.
nhỏ ấy. Chửi đâu? Nói gì? Có chửi đâu? Hỏi đây. Cái gì cơ? Xong nghe gì cả? Ai biết được mình mấy lần? Hay thôi con đi nghĩa vụ nó đi tù nhá. Ok. Đi tù cho được. Đi tù cho nó vui lắm. À ơi dạ, cái thằng này hay làm phiền nó rồi đi tù mày quá. Có hết thừa, kiểu rất hay rồi đấy. Lại trong lòng chỉ nghĩ thế. Ok. Tao là chú mà mày là cháu tao. Là mày nói chuyện tao đấy à? Chả thế. Mày bị điên à? Nó gọi vịt à? Ok. Sao đấm nó rồi? Như anh cái em bắt thuốc hại rồi. Đây á, hết pin rồi. Hết pin rồi. Anh bắt thuốc lên rồi. Isn't
Mồ gì đã điên rồi. Con lười điếm này. Hả? Thế chuyện. Không, là kể em rồi. Đây, quá mấy kỳ không? Mẹ, có nhiều người nói xấu ấy. Lấy chồng đang học nhờ yên khổ bất hạnh quá đúng không, như thường thật chơi với người yêu nó, Hạ cũng chơi với người yêu nó, anh cũng vậy. Dùng mới đi xem. Điên à?
Kiwi. Nó đâu chào. Anh con đạc mà. Chó gà kêu suốt đi, chẳng nghe tiếng mày đâu kìa. Không.
3 rưỡi là ngủ rồi nhé.